con đâu có tội, đâu có gây ra lỗi lầm gì mà chúng chút những trận đòn thù quá nhân tâm và tàn ác đến rợn người. Nếu ngụy biện rằng khắc máu tanh lòng thì không lẽ một giọt máu đào của tình cha con cũng không ngăn cản được sự hằn học ghen ghét, không làm cho con người ta thức tỉnh trước làn danh thiện ác hay sao? Đòn roi của sự thù ghét cứ trút lên thân thể nhỏ bé của con, để lại những vết thương bầm tím in hằng. Con sợ hãi, con cầu cứu mà nào ai biết, ai hay. Con thầm kêu cứu trong tuyệt vọng, những lời chửi mắng, những cái đánh bằng roi, bằng gậy, bằng kim vẫn điên cuồng, liên tục ghi nén thân thể con suốt 4 tiếng tử thần. Con chẳng thể tự vệ bởi con còn quá nhỏ. Tại sao những kẻ hành hạ con không hiểu, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng? Không, chúng hiểu đấy, hiểu hết, bởi chúng đều có học vấn, có trình độ, nhưng sự đố kỵ, tức tối, được tiếp xúc bởi sự nhu nhược đã khiến chúng mở mắt, cuồng nộ, liên tiếp lạnh lùng, hành hạ, tra tấn một sinh linh vô tội là con. Tâm nguyện của con chỉ là được ở gần mẹ, bởi con biết chỉ có mẹ mới là người yêu thương con vô bờ bến, là nơi con được nương tựa, được bình an, định mệnh đã gắn kết con với mẹ. Trong tim con, mẹ rất gần, và trong trái tim của mẹ, con luôn là thiên thần. Rồi đây, những kẻ gây ra cái chết oan ức, tức tuổi cho con sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm minh của pháp luật. Mọi người quyết không khoan nhượng, không tha thứ cho những kẻ mang danh con người mà tâm hồn chứa đầy tội lỗi. Bởi nếu tha thứ cho chúng, sẽ là dung dưỡng cho cái ác, tiếp tay cho sự tàn động. Trong cuộc hiến pháp giành lại sự công bằng cho bé con, luật sư Thơm không đơn độc mà luôn có sự đồng hành của những tấm lòng đồng cảm và chia sẻ. Mọi người luôn vững tin chúng sẽ phải trả giá cho tội ác mà chúng đã gây ra, bởi lẽ chân lý luôn đúng và tồn tại mãi mãi. Thành phố Hồ Chí Minh, chiều mưa buồn day dứt, có lẽ ông trời cũng phải nhỏ lệ vì thương xót con. Dù có gian khó nguy hiểm như thế nào cũng không bao giờ thay đổi con đường bảo vệ công lý, công bằng xã hội. Với quan điểm không khoan nhượng trước tội ác với trẻ em, là người yếu thế, đối tượng đặc biệt cần phải được pháp luật bảo vệ. Luật sư Thơm đã trình bày các quan điểm về hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý nghiêm minh nhất mới tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả gây ra. Đối với bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang, cần có mức hình phạt cao nhất, loại trừ vĩnh viễn ra khỏi xã hội cũng chưa hết được tội ác. Đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái, cần thay đổi tội danh giết người mới đúng lý luận tội phạm và bản chất hành vi gây ra. Quá trình điều tra, các bị cáo chưa thật sự thành khẩn, ăn năn hối hận trước tội ác gây ra. Các bị cáo còn ra sức biện minh để nhằm giảm nhẹ tính nguy hiểm của các hành vi. Bị cáo Trang cho rằng hành hung cháu là dạy dỗ và bực tức vì học kém. Nhưng kết quả xác minh tại trường học, cháu học tốt, động cơ sát hại cháu bé được xác định là đê hèn, nghĩa là do thủ tức cá nhân trút lên cháu phải gánh chịu. Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái đổ lỗi việc cháu Vân An bị sát hại là kết quả bạo lực cho Trang gây nên. Bị cáo Khai gọi điện thoại cho Trang vào khoảng 15 giờ ngày 22 tháng 12 năm 2021. Khi mở camera kết nối điện thoại là không chính xác. Thời điểm 15 giờ là lúc Trang mới chỉ bắt đầu to tiếng, cầm hung khí đe dọa cháu. Thực tế qua xác minh chi tiết từng cuộc gọi, thầy Thái gọi cho Trang vào lúc 15 giờ 42 phút. Đây là thời điểm cháu đang bị Trang bạo hành vô cùng tàn ác, không mặc đồ, trói tay. Thái biết rõ, nhận thức được con đang gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đang lạnh lùng bỏ mặc cho Trang hành hung. Thực tế sau cuộc gọi này, Trang càng điên cuồng hơn ác quỷ và hậu quả cháu bị tử vong. Hàng đêm, luật sư đã dùng kỹ thuật zoom, kính lúp chiếu từng chứng cứ bản ảnh để chứng minh lời khai của các bị cáo là không đúng sự thật, chưa thành khẩn, hồi lỗi trước linh hồn con. Có rất nhiều vấn đề trong vụ án cần làm sáng tỏ để chứng minh tội ác của chúng tại phiên tòa sắp tới, như cần làm rõ các thương tích cũ cháu bị tổn thương trước ngày 22 tháng 12 năm 2021, như bản kết luận giám định nêu là nguyên nhân chết, là yếu tố cộng thêm. Để đảm bảo công lý sự thật, luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét trả hồ sơ điều tra bổ sung các vấn đề, trưng cầu giám định bổ sung thương tích bị hại ngày trước 22 tháng 12 năm 2021. Mặc dù cháu đã tử vong nhưng vẫn thực hiện giám định được qua hồ sơ theo quy định tại khoản 2 điều 2 thông tư 22/2019 TT-BIT ngày 28 tháng 8 năm 2019, nguyên tắc giám định. 2. Thay đổi tội danh Nguyễn Kim Trung Thái sang tội giết người. 3. Chuyển thẩm quyền xét xử của tòa gia đình và người thành niên sang tòa hình sự theo đúng hướng dẫn của thông tư 02/2018 và thông tư 01/2017 của Tòa Nhân dân tối cao về thẩm quyền xét xử, phòng xét xử thân thiện của tòa gia đình và người chưa thành niên. Chứng cứ Nguyễn Kim Trung Thái đồng phạm giết người. 1. Lời khai nhận ban đầu của Thái tại cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bình Thạnh
ngày 30-31 tháng 12 năm 2021 khi bị tạm giữ. Thật sự bản thân tôi có biết rõ việc Trang sử dụng hung khí là cây, roi để đánh cháu An nhiều lần liên tiếp vào các vùng trọng yếu trên cơ thể có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của cháu An. Tuy nhiên do tôi không nghĩ đến hậu quả sẽ xảy ra nên tôi vẫn để cho Trang dạy dỗ theo cách của Trang với Vân An. Bản thân tôi có nhìn thấy trực tiếp Trang đánh cháu An, con gái tôi nhiều lần, nhưng ít nhất là 3 lần. Sau các lần chứng kiến trực tiếp bé An bị Trang đánh thì bản thân tôi có một lần cầm cây nhưng không nhớ là cầm cây loại gì. Và đánh vào phần mông của cháu An nhưng không nhớ chính xác bao nhiêu cái, chỉ nhớ khoảng 2-3 cái. Tôi thấy Trang đánh An rất ác, rất dã man nhưng tôi không hiểu sao thời gian dài tôi vẫn không có hành động ngăn cản. Viện Kiểm sát Nhân dân quận Bình Thạnh ghi nhận lời khai của Thái vào khoảng 22 giờ ngày 10 tháng 12 năm 2021. Tôi và Trang đi vào phòng la mắng cháu Vân An. Trang bóp cổ, lấy gối đánh cháu, tôi la mắng. Trang nói tôi ra đi, lấy cây hung khí vào để đánh Vân An. Tôi đi ra lấy một khúc ống nhựa màu trắng và một ống nhôm bọc đầu hút bụi đưa cho Trang. Tôi và Trang cùng đánh cháu Vân An vừa la mắng. Cháu Vân An có khóc lóc van xin tôi và Trang đừng đánh cháu. Nhưng do tôi ức quá nên vẫn đánh và la mắng cháu. Tôi đồng ý cho Trang sử dụng hung khí đánh cháu Vân An. Ngày 11 tháng 12 năm 2021, An bị thương ở vùng đầu là do Trang đánh An gây ra. Trang dùng hung khí gì đánh An thì tôi không nhớ rõ. Lúc Trang đánh Vân An trong phòng ngủ thì tôi có mặt nhưng không nhìn. Sau khi An bị Trang đánh một lúc thì An vào nhà tắm. An quay ra thì tôi thấy đầu An chảy máu, tôi biết là Trang đánh An. Tôi đưa An đến bệnh viện cấp cứu cho An. Tôi nhận thức rõ hành vi của tôi là bỏ mặc cháu An để Trang đánh đập, hành hạ Vân An trong thời gian dài là vi phạm pháp luật. Tôi chưa có tiền án tiền sự. Mục đích Thái xóa camera. Tôi sợ nếu bé An chết thì dữ liệu camera này sẽ được cơ quan công an thu giữ và biết được sự việc Trang có đánh bé An trước đó nên tôi mới xóa. Và trước đó tôi cũng có một lần đánh cháu An nên tôi sợ liên lụy đến Trang và gia đình tôi. Lời khai của Thái ngày 14 tháng 4 năm 2022 tại cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh về việc thống nhất đánh cháu Vân An. Trang sau khi la mắng thì đánh Vân An. Trang đề nghị trong lúc dạy học la mắng cháu Vân An bị can không được can thiệp và bị can không có ý kiến gì. Vào các ngày mùng 7, mùng 10, 11 và ngày 12 tháng 12 năm 2021, Trang sử dụng roi, cây hút bụi bằng kim loại, cây nhựa đánh cháu, đồng thời la mắng, chửi rất tục tĩu. Tao đập chết mày được chưa, mắt dậy vừa thôi con chó, mẹ mày. Bị can chứng kiến có sử dụng roi đánh và cây hút bụi bằng kim loại đánh Vân An. Mỗi lần Trang đánh Vân An đều bắt cháu cởi đồ ra không mặc gì trên người. Ngoài sử dụng hung khí, Trang sử dụng chân tay đánh đập Vân An. Lời khai ngụy biện nhằm chối tội đồng phạm giết người đổ lỗi cho Trang. Có sự chứng kiến của luật sư bảo chữa tại cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 12, 14 tháng 4 năm 2022, tôi không đồng ý để cho Trang đánh con. Tôi nhìn thấy Trang đánh chửi làm nhục Vân An như bắt chui vào chuồng chó, không cho mặc quần là một hành vi bạo lực không thể chấp nhận được. Không phải là một hình thức giáo dục. Theo tôi, việc Trang đánh Vân An bằng nhiều hình thức trong một thời gian dài là nguyên nhân dẫn đến Vân An tử vong. 14 giờ ngày 22 tháng 12 năm 2021, ngày bé Vân An bị giết chết, bị can đi lên công ty khoảng một tiếng sau thấy bồn chồn. Lúc sáng Vân An chưa thuộc bài, mở xem học hành như nào, nhìn thấy Trang đánh Vân An, tôi liền xin ra ngoài gọi điện thoại cho Trang nói. Ta hứa không đánh con nữa, tại sao lại tiếp tục đánh? Đừng đánh nữa, con tội nghiệp. Trang không trả lời. Tôi cúp máy, tiếp tục cuộc họp tới 17 giờ 45 phút, thu dọn đồ về nhà. Bị can lên nhà thấy Vân An đang nằm im, hoảng, nó và làm gì không nhớ. Tôi đề nghị cơ quan điều tra liên lạc với gia đình tôi, để nhờ chị tôi thuê luật sư bảo chữa cho tôi. Quan điểm của luật sư Thơm, căn cứ vào lời khai ban đầu của bị can Thái tại cơ quan điều tra công an quận, Viện Kiểm sát quận Bình Thạnh và một phần lời khai tại cơ quan điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã có căn cứ xác định bị can đồng phạm với bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang giết cháu bé theo quy định tại Điều 17 Bộ Luật Hình sự. Đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên, cố ý cùng thực hiện một tội phạm. Lúc cố ý theo quy định tại Điều 10 Bộ Luật Hình sự có hai loại, cố ý trực tiếp và cố ý gián tiếp. Về ý thức chủ quan của Thái nhận thức được hành vi của mình cùng Trang tham gia đánh cháu là nguy hiểm đến tính mạng, nhưng không nghĩ đến hậu quả nên bỏ mặc cho Trang tiếp tục đánh đập cháu rất dã man, tàn ác trong suốt thời gian dài. Bản thân Thái cũng thừa nhận Trang đánh đập cháu suốt thời gian dài là nguyên nhân cháu Vân An tử vong.
Tuy nhiên, Thái loại trừ trách nhiệm, cho rằng mình không liên quan đến việc đánh cháu. Nhưng thực tế qua lời khai ban đầu, camera đều xác định Thái và Trang cùng đánh Vân An hoặc đồng ý để Trang tự do một mình đánh cháu. Như vậy, Thái là kẻ chủ mưu tạo điều kiện cho Trang đánh Vân An. Nếu không có sự đồng ý của Thái thì Trang đã không dám sử dụng vũ lực để đánh chết cháu. Lỗi của Thái trong trường hợp này là có lỗi cố ý gián tiếp được quy định tại khoản 2 điều 10 Bộ luật hình sự. Người phạm tội nhận thức rõ ràng hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả hành vi đó có thể xảy ra, tuy không mong muốn nhưng vẫn có ý thức để mặc cho hậu quả xảy ra. Mặt khác, vào 15 giờ ngày 22 tháng 12 năm 2021, khi Thái đang ở công ty, đã biết rất rõ Trang đang dùng vũ lực đánh con rất dã man, tàn ác, có thể nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đã bỏ mặc cho hậu quả xảy ra. Thái gọi điện thoại cho Trang can ngăn, đừng đánh con nữa, tội nghiệp, là ngụy biện nhằm chối bỏ trách nhiệm để đổ lỗi cho Trang tự ý đánh chết bé. Thái khai gọi điện thoại cho Trang can ngăn, nhưng hồ sơ vụ án không có trích xuất số điện thoại của Thái đã gọi vào số máy của Trang tại thời điểm 15 giờ ngày 22 tháng 12 năm 2022. Mặt khác, trích xuất file ghi âm và hình ảnh clip trích xuất không có căn cứ chứng minh Trang nghe điện thoại của Thái gọi trong lúc đang đánh chửi cháu Vân An rất quyết liệt, dã man, tàn ác. Từ những căn cứ nêu trên, theo quan điểm của luật sư, đã có căn cứ xác định Nguyễn Kim Trung Thái đồng phạm với Nguyễn Võ Quỳnh Trang với vai trò là kẻ chủ mưu giết con. Dù cho các đối tượng là những kẻ có trình độ văn hóa, có hiểu biết về pháp luật nên ra sức biện luận để trốn tránh trách nhiệm, nhưng sự thật chỉ có một và không bao giờ có thể thay đổi công lý, đặc biệt trong vụ án giết người, tước đi quyền sống là quyền cao quý nhất của con người. Cái chết của cháu Vân An không thể chỉ được thực hiện bởi đối tượng Trang mà còn có được sự thống nhất lạnh lùng của chính kẻ ác độc nhất, mà người mà cháu gọi là bố. Chúng quá ác độc, quá tàn ác nên không còn xứng đáng được làm người và càng không có quyền bắt cháu gọi hai tiếng thiêng liêng cha mẹ. Những lời khai ban đầu khi mới bị bắt chưa có sự chuẩn bị đã phản ánh rõ nét bản chất hành vi tàn ác, không có tính người của chúng. Các chứng cứ vật chứng của các tập file video và ghi âm lời nói được giám định, trích xuất ra thành các bản ảnh và chuyển hóa thành văn bản đã phản ánh được tất cả bản chất tội ác, mối liên hệ của chúng khi sát hại cháu bé. Mặc dù sau này có thể chúng đã ý thức được hành vi của mình gây ra là đặc biệt nghiêm trọng, sẽ phải đối mặt với sự trừng trị nghiêm minh nhất của pháp luật, nên đã thay đổi lời khai nhằm chối tội. Nhưng ánh sáng của công lý vẫn không bao giờ bị che mờ bởi sự tàn ác của chúng. Những câu chửi mắng cháu Vân An của các đối tượng chắc chắn sẽ khiến mọi người vô cùng bàng hoàng. Ngoài sự tàn ác, sử dụng vũ lực đánh cháu, chúng còn dùng những lời lẽ rất là vô nhân tính mà không lời nào có thể diễn tả sự độc ác. Mong con hãy yên nghỉ để tránh xa địa ngục nơi chúng sát hại con sẽ lại được sinh ra một lần nữa trong vòng tay thân thương của mẹ và gia đình hạnh phúc.